Viên Băng Nghiên là một nữ diễn viên người Trung Quốc, sinh ngày 17 tháng 1 năm 1992 tại Thượng Hải. Viên Băng Nghiên tốt nghiệp cùng khóa với Địch Lệ Nhiệt Ba tại khoa biểu diễn Học viện Hí kịch Thượng Hải. Tuy từng để lại không ít ấn tượng qua một số nhân vật như Nha Đầu, Lão Cửu Môn, Hàn Ấu Nương trở về Minh Triều làm vương gia, Mạc San San, Tương Dạ, Thư Tĩnh Dung, Thính Tuyết Lâu. Nhưng phải nói là Viên Băng Nghiên đã chìm nổi suốt 9 năm trời, mới bắt đầu nổi tiếng nhờ vai Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Mọi người thường khen Viên Băng Nghiên diễn xuất tự nhiên và nhạy bén. Đó là vì từ nhỏ cô đã làm quen với nghệ thuật. Năm 6 tuổi, mẹ của Băng Nghiên đưa cô đi học múa và đàn tam thập lục. Từ nhỏ, Viên Băng Nghiên đã tham gia lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Năm 2009, cô đại diện cho đoàn diễu hành Thượng Hải đến Bắc Kinh tham gia nghi thức duyệt binh kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc cùng đoàn nghệ thuật Tay Nắm Tay, Ủy ban Công tác Quốc gia đi Hồng Kông biểu diễn, cùng đoàn đại biểu thành phố Thượng Hải đi Pháp tham gia biểu diễn tuyên truyền hội chợ triển lãm World Expo 2010 tại Paris, tham gia biểu diễn trong tuần lễ văn hóa Trung Pháp tại Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương, Viên Băng Nghiên ký hợp đồng với Anak Studio và tham gia vào không ít bộ phim lớn nhỏ với rất nhiều vai phụ mờ nhạt. Cô gái này đã phải cố gắng từng bước, rồi lại từng ngày mới có thể được mọi người công nhận như ngày hôm nay. Từ khi Lưu Ly Mỹ Nhân Sát chưa chiếu thì đã lọt top 20 bộ phim chờ chiếu có nhân khí cao nhất năm 2019. Và cái tên Thành Nghị cùng với Viên Băng Nghiên là trở thành kỳ vọng lớn nhất của khán giả. Và mặc dù lúc đó thì cái tên Viên Băng Nghiên vẫn chưa thực sự nổi tiếng, nhưng thực lực của cô cũng đã được công nhận từ những bộ phim trước đó. Và không giống như những nữ diễn viên cùng thời có sắc mà không có hương, Viên Băng Nghiên đã thực sự khiến cho Lưu Ly Mỹ Nhân Sát trở thành tiểu bạo hoàn toàn nhờ vào năng lực. Hôm nay cùng VGT tìm hiểu Viên Băng Nghiên là ai nhé. Nhân khí tăng cao nhờ Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, nữ diễn viên được khen là biểu cảm tự nhiên linh động, nửa đầu phim diễn vai ngốc bạch ngọt nhưng không hề gây phản cảm, gượng ép mà còn khiến nhiều người thích thú vì đáng yêu quá mức tưởng tượng. Đa số bình luận trên Douban lẫn Weibo đều khen diễn xuất của Băng Nghiên thay vì nhan sắc. Thậm chí, ban đầu có nhiều người chưa xem phim nhưng lại tuyên bố sẽ không xem vì Viên Băng Nghiên không đẹp, nhưng sau lại bị diễn xuất của cô nàng chinh phục. Mọi biểu cảm của Viên Băng Nghiên trong Lưu Ly đều có thể trở thành meme và bị fan đem đi bình luận khắp nơi. Năm 2020, Viên Băng Nghiên chỉ có một phim phát sóng và nhận quay một bộ phim mới, nhưng hiện tại cô vẫn còn sở hữu một số bộ phim chưa phát sóng là Thanh Xuân Tháng 2 Mặt Trời Đang Rực Rỡ, sản xuất 2016, Thiếu Niên Mi, sản xuất 2017, Lôi Đình Lệnh, sản xuất 2020. 2012 đến 2014, 3 năm khởi nghiệp đầy gian nan. Năm thứ hai đại học, Viên Băng Nghiên lần đầu tiên tham gia diễn xuất qua bộ phim Diệp Vấn khi thủ vai Thu Kiếm Vân. Bộ phim này cũng ra mắt sau đó vào năm 2013, nhưng hầu hết mọi người chỉ quan tâm tới nhân vật chính, còn Thu Kiếm Vân của Viên Băng Nghiên lại là một vai diễn rất mờ nhạt. Cùng năm, Băng Nghiên tiếp tục có cơ hội tham gia vào Căn Hộ Tình Yêu 4. Bộ phim được trình chiếu vào năm 2014, thủ vai Tình Tình. Dĩ nhiên, không có con đường khởi nghiệp nào mà vừa bắt đầu đã có khởi sắc. Viên Băng Nghiên tại thời điểm này vẫn chưa thể tạo được sự chú ý. Năm 2013, Viên Băng Nghiên liên tục góp mặt trong 4 bộ phim Lãnh Sang Thủ, Hướng Tới Hạnh Phúc, Mặt Đại Hoàng Đế Truyền Kỳ, Truyền Thuyết Tiền Đường, nhưng tất cả vẫn chỉ là những vai phụ mờ nhạt, không nhận được nhiều sự chú ý. Năm 2014, Viên Băng Nghiên gia nhập đoàn phim Mùa Vui Vẻ qua vai Tiểu Tiên Nữ. Bộ phim được trình chiếu vào năm 2016, nhưng vẫn tiếp tục là một vai diễn không được nhớ tới của Viên Băng Nghiên. Cùng năm đó, cô nhận được vai nữ chính đầu tay Nguyễn Sảnh Điềm trong Hoa Khôi Ngây Thơ và Hội Trưởng Bá Đạo. Hoa Khôi Ngây Thơ và Hội Trưởng Bá Đạo có thể không phải là một trong những tác phẩm hot nhất của năm 2014, nhưng vẫn nhận được tình yêu nhất định từ các khán giả trẻ. Phim này cũng rất được lòng các khán giả nước ngoài, được nhiều nhà đầu tư đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan mua bản quyền phát sóng. Trong khi các sao nữ cùng tuổi cùng thời với Băng Nghiên như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Chát hay Châu Đông Vũ đều đang trở nên nổi tiếng chỉ sau 1-2 năm vào nghề, thì trong khoảng thời gian 3 năm đầu sự nghiệp của mình, Viên Băng Nghiên khá mờ nhạt, chỉ toàn nhận được những vai phụ không có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không nản lòng mà tiếp tục cố gắng. 2015 đến 2016, sự kết hợp cùng Trương Nghệ Hưng. Vai Thủy Vô Thương trong Phi Đao Hữu Kiến Phi Đao được chiếu vào năm 2016, cũng là một vai phụ quan trọng của Viên Băng Nghiên.
Diễn xuất của Băng Nhiên trong bộ phim này bắt đầu được phô diễn nhiều hơn và cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy nhiên đáng tiếc, Hoan Thụy Thế Kỷ năm đó lại đầu tư nhiều tâm huyết vào Chu Tiên Thanh Vân Trí, nên bộ phim này cũng đã trở thành một tác phẩm bị nhiều người bỏ quên. Năm 2015 là một năm vô cùng chăm chỉ của Vin Băng Nhiên. Chỉ trong một năm, cô nàng tham gia liên tục 7 bộ phim, trong đó có 6 bộ truyền hình và 1 bộ điện ảnh. Vai diễn A Húc trong phim điện ảnh Bưu Tốc Chi Khách cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của cô nàng. Đồng thời, trong bộ phim tái hợp với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Lão Cửu Môn, Vin Băng Nhiên lại bất ngờ được chú ý nhờ vai nữ phụ nhà đầu. Tuy Lão Cửu Môn gây ra nhiều tranh cãi về kỹ xảo ba xu và logic phim có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận nhờ vai diễn nha đầu và màn kết hợp với Trương Nghệ Hưng mà Vin Băng Nhiên bắt đầu trở nên có chút tiếng tăm sau nhiều năm bôn ba ở phim trường. Có thể thấy, mặc dù chỉ là cặp đôi phụ, Vin Băng Nhiên và Trương Nghệ Hưng còn được yêu thích hơn cả cặp đôi chính Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vĩ Đình. Hai người lần đầu đóng vai vợ chồng nhưng phản ứng hóa học lại cực kỳ tốt. Sau phim, nhiều người đã cuồng cặp đôi đến mức cho ra đời hàng loạt fanfic sáng tạo hết khả năng về độ ngọt ngào của hai người khi yêu. Trong suốt quá trình phim lên sóng, không ít tin đồn Băng Nhiên và Nghệ Hưng phim giả tình thật được nổi lên như vũ bão. Sau phim, thứ mà Vin Băng Nhiên để lại không chỉ là con thuyền mang tên Nhiên Hưng mà còn là diễn xuất. Số đông đều tán thưởng lối diễn mộc mạc mà mượt mà của cô. Thậm chí còn nhận xét, nếu như bạn diễn kẻ tay non Trương Nghệ Hưng không phải là Vin Băng Nhiên thì diễn xuất của nam idol sẽ rơi vào thế khó lòng cứu vớt. Nhờ vậy mà Vin Băng Nhiên được khán giả biết đến nhiều hơn, yêu mến nhiều hơn. 2017-2018, mùa xuân đầu tiên của Vin Băng Nhiên. Ngày 21 tháng 7 năm 2016, Vin Băng Nhiên nhận được vai nữ chính thứ hai trong sự nghiệp sau 4 năm ròng rã, đó chính là Hàn Ấu Nương trong Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia. Tuy đây là bộ phim đánh dấu bước kết thúc sự nghiệp của Tưởng Kình Phu, nhưng lại là bộ phim giúp Vin Băng Nhiên có cơ hội chứng minh thực lực và tạo ra bước tiến dài hơn so với trước đó. Ngay từ tập đầu phim, dân tình đã bấn loạn vì cảnh sáp ước vùng dậy, nhảy mắt đưa tình cực ngọt ngào với Hàn Ấu Nương Vin Băng Nhiên. Không chỉ tạo nên những câu chuyện tình muôn màu muôn sắc, những giai đoạn muôn hình muôn vẻ, mối tình Dương Lăng với vị ái thê từ thủ Hàn Vi Hàn Ấu Nương luôn là điểm sáng, giúp bộ phim nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Sau hai thành công nhỏ với nha đầu trong Lão Cửu Môn 2016 và Hàn Ấu Nương trong Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia 2018, Vin Băng Nhiên mặc dù đã được đôn lên hàng nữ chính trong các phim mới, nhưng danh tiếng vẫn cứ lận đận vì không được Hoan Thụy đầu tư PR. Tài nguyên tốt thì công ty đều dồn cho các diễn viên nam và dương tử, khiến các fan của cô vô cùng bất mãn. Tuy không có duyên với các vai nữ chính hoành tráng, nhưng Vin Băng Nhiên lại có số với các vai nữ phụ. 31 tháng 10 năm 2018, Vin Băng Nhiên được giao vai Mạc San San trong siêu phẩm chiếu mạng cấp S của Đặng Tấn, Tương Dạ và nhanh chóng tạo thành cơn bão mang tên Thư Si, càn quét các mặt trận mạng xã hội. Tạo hình của Mạc San San tuy rất đơn giản, thậm chí là đơn giản đến mức như để mặt mộc quay phim, nhưng lại để lại dấu ấn không hề giản đơn. Bất chấp Tương Dạ sở hữu rất nhiều mỹ nhân như Diệp Hồng Ngư, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Ngư Công Chúa, Đồng Dao, Lục Thần Già, Hoàng Nhất Lâm, Hạ Thiên Thi Thi, nhưng đối với khán giả, Mạc San San mới là nhân vật xinh đẹp nhất, đẹp từ tâm hồn cho đến cốt cách. Đồng thời thông qua vai diễn này, một lần nữa, diễn xuất của Vin Băng Nhiên lại được công nhận. 2019-2020, con đường nữ chính đã mở ra. Vai diễn Mạc San San nhận được nhiều yêu mến, Vin Băng Nhiên coi như cũng được đón mùa xuân đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó, cô được Hoan Thụy Thế Kỷ giao cho vai diễn nặng ký Thư Tĩnh Dung trong bộ phim cổ trang Thính Tuyết Lâu. Bộ phim được khởi quay và hoàn thành trong năm 2018, phát sóng vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 trên Tencent Video. Mặc dù cũng có không ít điểm trừ, nhưng Thính Tuyết Lâu sau khi phát sóng cũng nhanh chóng trở thành một bộ tiểu bạo của năm với tổng lượt xem lên đến 2 tỷ lượt. Mặc dù khá bị dìm ở những góc quay cận mặt khiến Vin Băng Nhiên nhận phải không ít lời chê bai về nhan sắc, nhưng vai diễn Thư Tĩnh Dung can trường mạnh mẽ cũng giúp Vin Băng Nhiên nhận được không ít sự đón nhận của đại chúng. 13 tháng 1 năm 2020, Tương Dạ 2 chính thức phát sóng trên Tencent. Tuy lần này lượt xem không bùng nổ như Tương Dạ 1, nhưng nhìn chung vẫn là một siêu phẩm xứng đáng đồng tiền bát gạo khi sở hữu kỹ xảo còn điện ảnh hơn cả phim điện ảnh. Vai diễn Thư Si Mạc San San của Vin Băng Nhiên vẫn được yêu thích như cũ, không hề làm bất cứ ai thất vọng. Tháng 2 năm 2019, Hoàn Thụy tiếp tục tin tưởng giao cho Vin Băng Nhiên dự án trọng điểm tiếp theo của công ty là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.
Ngay từ khi đoàn phim công bố đội hình diễn viên chính, các mọt phim đã vô cùng trông đợi vì bao nhiêu trai xinh gái đẹp của Hoan Thụy đều đổ vào phim này. Sau đó, ekip phát hành teaser ảnh cho cặp đôi chính Chử Toàn Cơ, Viên Băng Nghiên và Vũ Tư Phượng, Thành Nghị thì ngay lập tức đã có một hội chèo thuyền nghiên nghị xuất hiện vô cùng đông đảo. Mặc dù cả hai người đều không phải là những ngôi sao thường xuyên được ca ngợi nhan sắc, nhưng không hiểu vì sao qua những tấm ảnh chung này lại trở nên đẹp đôi đến lạ. Bằng sự nỗ lực không ngừng, Vì Băng Nghiên tuy chậm nhưng vẫn luôn từng bước tiến lên chứ không hề thụt lùi. Và điều còn thiếu ở Vì Băng Nghiên lúc này chính là tài nguyên. Và nếu gặp được tài nguyên tốt, chắc chắn cô sẽ tỏa sáng. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.